Lương Y chia sẻ 8 mẹo cấp cứu giải sạch độc tố gan cực kỳ hiệu quả. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Thưa quý vị, gan có thể xem là một bộ phận của chất dinh dưỡng, cũng là trung tâm chuyển hóa các chất đi nuôi cơ thể và đào thải các chất độc ra ngoài. Gan chính là cơ quan duy nhất có thể lọc dưỡng chất và ngăn chặn sự chuyển hóa các chất độc như từ thức ăn, khói bụi, đồ uống, độc hại, bia rượu vào bên trong cơ thể. Cũng vì đảm nhận một khối lượng công việc rất lớn, lại thường xuyên đối mặt với các chất độc hại, nên gan có nhiều nguy cơ bị quá tải, bị nhiễm độc và bị tổn thương. Nhiễm độc gan là tình trạng phản ứng viêm của gan đối với chất độc vào cơ thể. Các biểu hiện thường gặp là nổi mụn nhọt, mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng và vàng da. Chọn lựa thực phẩm sạch, kiêng rượu bia, bỏ thuốc lá, nghỉ ngơi hợp lý, chăm tập luyện thể thao là những phương pháp cần thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó là áp dụng các phương pháp giải độc gan an toàn cũng là việc cần thiết để hỗ trợ gan tăng khả năng xử lý độc tố, làm sạch lá gan và từ đó giúp cho gan khỏe mạnh hơn. Theo Lương Y chia sẻ, có 8 mẹo cấp cứu giải sạch độc tố gan cực kỳ hiệu quả. Xin mời quý vị cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Những dấu hiệu quá tải cần thải độc gan ngay lập tức, kẻo hối không kịp. 1. Đau tức nhẹ ở hạ sườn bên phải. Hạ sườn phải là vùng bụng nằm ngay bên dưới xương sườn, phía bên phải của bụng. Đây chính là vùng trung tâm tọa lạc của lá gan. Những cơn đau nhói ở hạ sườn phải xuất hiện khi các cơ quan tại khu vực này tổn thương, mà nguyên nhân phổ biến, chủ đạo là những căn bệnh liên quan đến gan. Chính vì vậy, khi thường xuyên xuất hiện những cơn đau tức ở vùng này, bạn nên đi thăm khám, bởi đây là một trong các dấu hiệu khá điển hình, cảnh báo bệnh gan đang bị tổn thương. 2. Da dần xỉn màu, da và mắt chuyển màu vàng. Khi nhìn thấy mắt hoặc da bị vàng, bạn cần phải cảnh giác vì đó có thể là dấu hiệu cho thấy gan của bạn đã bị nhiễm độc. Thậm chí, theo các bác sĩ chuyên khoa gan mật, lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng là dấu hiệu cho thấy gan của bạn không hoạt động. Có lẽ đó là dấu hiệu cụ thể nhất của bệnh gan. Nguyên nhân của hiện tượng này là do một chất thải có màu vàng có tên gọi là bilirubin. Chúng được sinh ra từ mật và thông thường sẽ được xử lý tại gan. Khi có quá nhiều bilirubin trong máu, chất này có thể rò rỉ vào các mô như da và mắt, khiến chúng chuyển thành màu vàng. 3. Trướng bụng, tiêu hóa kém. Khi gan không có khả năng đào thải, áp lực gia tăng trong các mạch máu xung quanh gan có thể dẫn đến dịch sẽ tích tụ chất dịch ở vùng bụng. Điều này khiến người bệnh ăn uống không ngon miệng, tiêu hóa kém và xuất hiện tình trạng rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, trướng hơi, ăn không tiêu. Khi thường xuyên bị trướng hơi, khó tiêu, bạn hãy đi kiểm tra vì khả năng cao gan của bạn đang bị quá tải. 4. Mất cảm giác ngon miệng, mệt mỏi và mất tập trung. Gan giúp chúng ta thực hiện chức năng giải độc và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chính vì vậy, khi máu bị quá tải với độc tố, bạn sẽ dễ bị mệt mỏi và giảm khả năng tập trung. Kết hợp với quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra chậm chạp, điều này sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Gan bị nhiễm độc sẽ khiến cho bạn suy giảm trí nhớ đáng kể, nhưng không phải là dấu hiệu của lão hóa. 5. Da nhạy cảm hơn. Khi bạn thường xuyên bị mẩn ngứa, mề đay, mụn nhọt thì không nên xem thường. Theo bác sĩ Cindy Owen, Học viện Da Liễu của Mỹ, những người bị nhiễm độc gan thường sẽ gặp các tình trạng trên. Gan thực hiện chức năng sản xuất mật để bài trừ độc tố ra khỏi cơ thể và hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa. Khi gan không hoàn thành chức năng giải độc hiệu quả, da sẽ nhạy cảm hơn, gây tình trạng mụn chân cá hay tình trạng mụn sẽ bắt đầu xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể, đặc biệt là ở vùng mặt và lưng, hoặc những mảng mẩn đỏ hoặc hồng lan rộng, gây ngứa ngáy, dâm gian. Hiện tượng này xuất hiện ngắn chỉ trong khoảng vài tiếng và giảm dần khi nhiệt độ cơ thể ổn định trở lại. Lương Y chia sẻ 8 mẹo cấp cứu giải sạch độc tố gan cực kỳ hiệu quả. 1. Giải độc gan bằng nước. Nước chiếm 7-80% cơ thể của con người. Không có nước, con người sẽ không thể khỏe mạnh các bộ phận trong cơ thể. Do đó, lá gan không thể vận hành một cách trơn tru. Nếu không cung cấp đủ nước, gan sẽ không thể thực hiện chức năng giải độc hiệu quả. Chúng ta khi ngủ,
độc tố tích tụ dần trong các cơ quan như gan, thận. Chính vì vậy, việc uống một cốc nước ngay sau khi thức dậy sẽ giúp nhanh chóng để tống khứ hết các chất thải, chất độc đó ra khỏi cơ thể. Như vậy, vừa tốt cho sức khỏe mà bạn cũng sẽ tỉnh táo, sảng khoái hơn để bắt đầu ngày mới. Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên uống khoảng 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày là tốt nhất. 2. Các loại trái cây có múi. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp hỗ trợ quá trình làm sạch tự nhiên của gan và giúp gan thêm khỏe mạnh. Các loại trái cây có múi như cam, quýt, bưởi, chanh chứa nhiều vitamin C nhất. Chỉ một cốc nước ép bưởi hoặc cam cũng giúp kích thích quá trình sản sinh ra các enzyme thải độc gan, tăng cường chức năng, loại bỏ các chất độc hại ra ngoài cơ thể. 3. Cách giải độc gan bằng trà xanh. Trà xanh cũng là chất chống oxy hóa mạnh. Trong đó, chất chống oxy hóa catechin được tìm thấy nhiều trong trà xanh, rất tốt cho sức khỏe của gan. Một số nghiên cứu cho thấy rằng trà xanh có tác dụng ngăn ngừa và giảm lượng mỡ thừa tích tụ trong gan, giúp giải độc gan. Ngoài ra, việc tiêu thụ một lượng trà xanh vừa phải hàng ngày còn giúp cho cơ thể tươi trẻ, bảo vệ lá gan và cơ thể trước những căn bệnh nguy hiểm như ung thư gan. 4. Cách giải độc gan tại nhà bằng sắn dây. Sắn dây là loại thức uống rất tốt, giúp thải độc gan, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng rượu bia. Chúng có chứa hàm lượng saponin và isoflavon rất cao, có thể phân hủy độc tính của acetaldehyde trong rượu bia, đồng thời thúc đẩy sự trao đổi chất và bài tiết cồn trong máu, giảm thiểu sự nguy hại của rượu với gan. 5. Giải độc gan với tỏi. Tỏi vừa là một loại gia vị, vừa có chức năng bảo vệ sức khỏe rất tốt. Tỏi là gia vị được khuyên dùng mỗi ngày, giúp cơ thể tăng sức đề kháng, điều hòa huyết áp, tim mạch. Trong tỏi có chất allicin và selen, có tác dụng làm sạch gan. Đồng thời, tỏi còn có tác dụng kích hoạt, phục hồi lại các enzyme trong gan và giải độc gan hiệu quả. 6. Giải độc gan tại nhà bằng củ dền. Củ dền có hàm lượng cao, chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do, thủ phạm phá hủy tế bào, mô, các tổ chức của cơ thể, trong đó có gan. Loại củ này còn có sắc tố màu beta-cyanin giúp lá gan giải độc bằng việc nhanh chóng loại bỏ các độc tố và chống sự hình thành lượng mỡ thừa. 7. Thải độc gan với nghệ. Nghệ vốn thường được biết đến với công dụng phòng và chữa bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, ức chế mụn, làm đẹp da. Thì những năm gần đây, các khoa học trên thế giới đã chứng minh tinh chất curcumin có trong củ nghệ còn có công dụng giải độc gan, thanh lọc cơ thể và bảo vệ sức khỏe. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người thường xuyên sử dụng rượu bia. Curcumin trong nghệ vàng ngăn chặn phản ứng alcohol thành acetaldehyde, đồng thời giúp phân hủy chất độc này để không làm hại đến cơ thể. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng tinh bột nghệ, tránh sử dụng bột nghệ quá nhiều sẽ gây nóng và không tốt cho cơ thể. 8. Giải độc gan bằng sản phẩm chiết xuất từ thảo dược. Có khá nhiều các bài thuốc từ kinh nghiệm dân gian cho rằng có thể thải độc gan hiệu quả. Hầu hết mọi người cũng cho rằng thải độc gan bằng các loại thảo dược luôn tốt vì vừa an toàn và không bổ ngược cũng bổ xuôi. Tuy nhiên, trong các loại thảo dược luôn có các hoạt chất trị được bệnh và những hoạt chất không trị được bệnh, không có giá trị hoặc thậm chí gây độc với cơ thể. Khi uống tràn lan, chúng có thể tích tụ khiến gan tăng cường làm việc để xử lý chúng. Chính vì vậy, nhiều khi không thải độc gan, chúng còn làm hại gan. Khi muốn thải độc gan bằng thảo dược tốt nhất, bạn nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc và nên lấy thuốc từ các cơ sở uy tín. Ngoài ra, các bác sĩ còn tiết lộ một số món ngon có tác dụng giải độc cho gan tự làm tại nhà mà bạn có thể tham khảo. Món ngon giải độc cho gan tự làm tại nhà. 1. Dùng đậu xanh để giải độc gan. Đậu xanh đã từ rất lâu được biết đến là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe con người với tác dụng giải độc gan, làm mát gan, thanh nhiệt cơ thể. Theo đông y, đậu xanh không có độc, có tính hàn, giúp làm mát cho cơ thể, làm sạch nước tiểu, chữa viêm loét, làm sáng mắt. Đồng thời, đậu xanh có vị ngọt, thanh nên thường được sử dụng để làm nguyên liệu cho các món ăn hàng ngày như xôi đậu xanh, chè đậu xanh, nước đậu xanh. Trong đó, nước đỗ xanh chính là cách chế biến có khả năng giải độc gan tốt nhất. Cách chế biến nước đỗ xanh khá đơn giản
nên bạn đọc có thể tự làm tại nhà khi đang phân vân uống gì cho mát gan. Bước 1. Bạn chuẩn bị khoảng 1 đến 2kg đậu xanh, mang đi rửa sạch. Lưu ý chỉ cần rửa và loại bỏ đi những hạt bị hỏng, lép, không đãi vỏ vì tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan chủ yếu nằm ở phần vỏ. Bước 2. Đun nóng chảo rồi cho đậu xanh vào chảo rang. Bước 3. Sau khi đậu xanh đã được rang thơm, cho thêm khoảng 2 lít nước rồi đun nóng. Đậy nắp lại và đun nóng trong khoảng 5-10 phút thì tắt bếp. Đến khi nước đậu xanh rang nguội là có thể dùng được. Khi uống, bạn có thể uống trực tiếp hoặc thêm một chút muối, đường uống cho vừa miệng. Uống nước đậu xanh mỗi ngày sẽ giúp gan được loại bỏ đi các độc tố tích tụ và làm mát cơ thể. 2. Giải độc gan bằng bí đao. Bí đao là thực phẩm quen thuộc trong những bữa cơm gia đình, nhưng chắc hẳn không phải ai cũng biết đến những lợi ích mà nó đem lại cho cơ thể. Trong đông y, bí đao không độc, có tính mát, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt giải độc gan và lợi tiểu. Bên cạnh đó, hạt, vỏ, hoa, lá của bí đao cũng đều có công dụng chữa bệnh. Bí đao không những là thực phẩm thuộc danh sách ăn gì tốt cho gan, mà từ bí đao còn làm được từ thức uống gì cho mát gan. Bởi nó có rất nhiều cách chế biến đơn giản mà bạn đều có thể tự làm được tại nhà, có thể kể đến như bí đao ninh, luộc, hấp. Đây là những món ăn tốt cho gan mà bạn có thể dễ dàng làm được và áp dụng ngay trong bữa ăn hàng ngày. Bạn chỉ cần mua lượng bí đao vừa đủ cho số lượng người ăn trong nhà, bỏ vỏ, rửa sạch và cắt miếng vừa ăn. Với cách chế biến ninh, luộc, hấp, bạn vừa có thức ăn tốt cho lá gan, lại vừa có thức uống đi kèm để làm mát gan. Trà bí đao uống mát gan. Nguyên liệu để chế biến trà bí đao bao gồm 1-2 kg bí đao, 1 nắm lá dứa, đường phèn, muối hạt và nước lọc. Cách chế biến cụ thể như sau. Bước 1. Cắt bí đao thành các miếng to, giữ nguyên vỏ và bỏ ruột. Bước 2. Đổ khoảng 2 lít nước vào nồi cùng với bí đao, lá dứa, thêm một nhúm muối rồi đun lửa nhỏ trong khoảng 2 tiếng. Bước 3. 2 tiếng sau chất lấy nước và pha thêm đường phèn, sau đó tiếp tục đun sôi cho đến khi đường tan hết. Trà sau khi đun để nguội là bạn đã có thể thưởng thức, ngon hơn khi uống lạnh, uống 3-4 cốc trà bí đao mỗi ngày để giải độc gan, thanh nhiệt và lợi tiểu. 3. Giải độc gan với mật ong. Mật ong được coi là dược liệu quý trong các bài thuốc dân gian, nhất là các bài thuốc hỗ trợ để giải độc gan. Các thành phần dinh dưỡng trong mật ong có tác dụng hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, cải tiến hàm lượng glycogen vào huyết sắc tố gan. Điều này giúp tăng cường giải độc cho gan, thanh lọc gan và hạn chế những nguy cơ về bệnh xơ gan hoặc ung thư gan. Mỗi ngày, bạn có thể pha 2 thìa cà phê mật ong với nước ấm, nước chanh hoặc các loại trà thảo dược giải độc gan tùy theo sở thích uống gì cho mát gan của bạn. Ngoài ra, mật ong cũng là một loại gia vị thơm ngon bổ dưỡng, bạn có thể dùng tẩm ướp vào những món ăn nướng. Tẩm ướp mật ong với các món nướng sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe hơn so với việc tẩm ướp với các loại sốt chế biến sẵn hoặc là tẩm với đường. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải hạn chế ăn đồ nướng vì các cách chế biến như chiên, xào, nướng đều làm cho phần lớn các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm bị mất đi. 4. Trà hoa atiso giải độc gan. Trà hoa atiso từ xưa đã được nhiều người tin dùng, không chỉ vì đó là thức trà thơm ngon mà còn được dùng để uống gì cho mát gan. Bởi trong hoa atiso có chứa rất nhiều thành phần chống oxy hóa, giúp gan tiếp mật để làm mát cơ thể và loại bỏ đi các triệu chứng do tình trạng nhiễm độc gây ra. Đặc biệt, trà hoa atiso giải độc gan do rượu rất tốt. Vì thế, bạn có thể uống trà hoa atiso khi bị say rượu để giúp giải rượu và nhanh chóng tỉnh táo trở lại, hoặc có thể dùng trà hoa atiso uống trước khi uống rượu để giảm say. Cùng với đó, trà hoa atiso còn có tác dụng trị ợ hơi, khó tiêu, cải thiện chứng mất ngủ, giúp thư giãn tinh thần. Các bạn có thể mua trà hoa atiso đã phơi khô sẵn để hãm trà, có thể pha trà với mật ong cho dễ uống và hỗ trợ tăng cường giải độc gan. Ngoài ra, hoa atiso tươi có thể hấp, nướng hoặc ninh với nước xương, dùng để làm thức ăn tốt cho gan mà bạn có thể tham khảo thêm vào bữa ăn hàng ngày. 5. Rau má, thực phẩm tốt cho gan.
Từ thời xa xưa, rau má đã được coi như một vị thuốc trong đông y vì nó tính mát, vị hơi đắng với công dụng giải độc gan, làm mát cơ thể, hạ sốt, chống viêm và lợi tiểu. Rau má có rất nhiều cách chế biến, vừa có thể làm thức ăn tốt cho gan mà vừa có thể chế biến thành nhiều kiểu thức uống để uống xỉ cho mát gan. Trong bữa ăn hàng ngày, bạn có thể ăn sống, trộn salad hoặc luộc tùy theo sở thích của bạn. Nếu bạn không hợp vị đắng của rau má khi ăn trực tiếp thì có thể ép lấy nước rồi pha với một ít đường để uống cho dễ. Uống 1-2 cốc nước rau má mỗi ngày vừa có tác dụng giải khát, vừa có tác dụng giải độc gan. 6. Canh rau ngót với thịt bằm giúp mát gan, giải độc. Rau ngót không chỉ là món ăn ngon miệng mà nó còn có chức năng bổ dưỡng cơ thể, nhuận tràng, giúp thanh nhiệt và giải độc. Kết hợp rau ngót nấu với thịt bằm không chỉ tăng thêm bổ dưỡng, tăng vị mà còn là thức ăn tốt cho gan. Đây được xem là món ăn giải độc gan dễ thực hiện, được các bà nội trợ lựa chọn là món ăn chính trong bữa ăn hàng ngày. Lưu ý, đối với nữ giới đang mang thai 3 tháng, không nên ăn rau ngót vì có thể gây sảy thai tự nhiên. Tốt nhất thai phụ nên sử dụng món ăn này trong giai đoạn hậu sản, vừa giúp tăng tuần hoàn máu, lại hỗ trợ giải độc gan. 7. Giải độc gan với quả táo. Táo không chỉ là một loại trái cây thơm ngon mà còn là một loại thực phẩm hữu ích để giải độc gan. Trong táo chứa rất nhiều thành phần pectin có tác dụng làm sạch và giải phóng độc tố từ đường tiêu hóa, hỗ trợ làm giảm gánh nặng cho gan khi phải hoạt động xử lý các chất độc hại. Ngoài ra, táo còn giúp loại bỏ những vi khuẩn có hại trong đường ruột, hòa tan sỏi mật, làm đẹp da. Bạn có thể ăn mỗi ngày một quả táo, trộn với salad hoặc ép lấy nước uống để hạn chế các chất độc tích tụ trong gan, giúp gan luôn được khỏe mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi kênh Ăn Sạch Sống Khỏe đã tổng hợp lại 8 mẹo cũng như một số món ngon giải độc gan tự làm tại nhà. Xây dựng một chế độ ăn khoa học chính là một biện pháp giúp cho bạn có sức khỏe tốt. Hy vọng với những thông tin trên đây phần nào sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống hàng ngày. Nếu cảm thấy video hay và ý nghĩa, quý vị cũng đừng quên chia sẻ đến những người thân quý vị nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.